Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là đinh hương. Đây là nụ đinh hương các bác nhé, được lấy từ cây đinh hương. Cái loại này thì có tác dụng cho hệ thống tiêu hóa và răng miệng. Loại này thì hoặc là mình có thể nghiền ra là đắp lên da để cho nó hết bụi nhọt các bác nhé. Đấy, bên em cung cấp đinh hương này, rồi các đặc sản núi rừng như hạt lối, mắc khén, hoa hồi, đinh hương, rồi thảo quả, ta kích, tím, sâm cao, lắm ngọc cẩu, châm dương hoắc, ngược cung dung, bọ cạp, tắc kè, bổ củi cá ngựa. Các bác cần loại nào cứ alo cho em, hoặc là kết bạn Zalo để được tư vấn và mua hàng. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra và thanh toán thôi. Các đồ ngâm rượu, các đặc sản núi rừng các bác nhé. Tam thất tươi, tam thất khô, tam thất bắp, tam thất hoang, đồng đồng, lúa lếp, ngâm rượu, đủ các loại, bọ cạp, tắc kè. Loại này thì mình sử dụng khoảng 5-10g các bác nhé, các bác đun lấy nước uống. Đấy, giúp cho hệ thống tiêu hóa tốt hơn, thứ nhất là những người đầy bụng khó tiêu, những người hay bị tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng nát. Ngoài ra thì mình có thể là ngâm rượu nhé các bác nhé, ngâm rượu cũng thể sử dụng được, ngâm rượu hoặc là đun nước hãm trà hoặc là đun nước uống, hoặc là mình nghiền ra mình đắp lên da để chữa bụng nhọt. Ngoài ra thì mình có thể là tán cái này ra mình sử dụng cũng được, pha trà hoặc là đun nước uống đều được. Bên em có cung cấp đinh hương, các loại các bác cần thì cứ liên hệ cho em. Loại này là lụ đấy, được thu hái trên cây đinh hương về nhá, có mùi rất là thơm các bạn. Loại này mình cũng có thể xúc miệng để cho đỡ hôi miệng, rất là tốt, làm cho chữa bệnh chảy máu chân răng rồi hôi miệng, khô răng. Nụ đinh hương. Cảm ơn các bác nhé. Các bác quan tâm theo dõi, nếu mà cần có nhu cầu mua hàng thì có thể kết bạn Zalo hoặc là liên hệ trực tiếp cho em số này để được tư vấn và mua hàng. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.